số 86 Thái Dương, số 79 Hoàng Minh, số 62 đó là Tấn Phước. Cơ hội tấn công dành cho các cầu thủ đó, một pha dứt điểm chuẩn xác. Tỷ số được mở dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thành Trung FC, pha làm bàn của số 24 Văn Duy. Và dứt điểm rất quyết đoán của Văn Duy. Bàn thắng mở tỷ số đến từ rất sớm dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Thành Trung FC. Tỷ số bây giờ là 1-0. Những trả bóng là của số 8 bên phía Cẩm Thành FC, vị trí của Thành Tuấn. Vẫn còn cơ hội dành cho Sang Nguyễn. Và dứt điểm chuẩn xác, tỷ số được sang bằng 1-1. Nỗ lực xử lý bóng là của ông Vương Mộc Trạm Iris. 20 vẫn đang được tin tưởng giao phó nhiệm vụ ghi bàn ngày hôm nay ở khu vực trên hàng công. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi lại đường truyền của Sang Nguyễn. Vẫn là một pha vẫy má ngoài và một điệu té quen thuộc của Iris. Là Messi cuối. Cơ hội vẫn còn dành cho số 8. Một pha xử bóng rất tốt. Hướng xử lý là của Thanh Tuấn. Bóng đã đi chệch cọc dọc trong gang tấc. Áo trắng đỏ, chúng ta sẽ cùng theo dõi là pha quay chậm. Dứt điểm của số 8 Nhật Khánh. Như vậy bóng đã đập cột dọc và đi ra ngoài. Đường chuyền khá hay. Chân trái. Không, đó là một pha đặt lòng bằng chân phải của số 29, vị trí của Thanh Phong. Vừa rồi thì thủ thành Hoàng Đường đã có một pha khép góc kịp thời. Văn Duy. Vẫn là Văn Duy. Vẫn là Văn Duy. Một pha dứt điểm má ngoài chuẩn xác. Tỷ số được nâng lên 2-1 dành cho Thành Trung FC. Là bàn của Nhật Khánh, bàn thắng tương tự với bàn thắng của Iris. Cũng là những cú vẫy má ngoài. 2-1 dành cho FC Thành Trung. Ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Pha chạm bóng tốt của cầu thủ Hàn Quốc ở bên phía đội bóng áo tím. Pha dứt điểm tốt của cầu thủ áo trắng đỏ. Và làm pha dứt điểm là của số 79, vị trí của Hoàng Minh. Khá hợp lý, Nhật Khánh. Rất hay. Rất may mắn là Xuân Võ đã can thiệp kịp thời trong pha bóng vừa rồi. Phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng đỏ của câu lạc bộ FC Thành Trung. Vừa có được nhiều khoảng trống dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Cẩm Thành FC ở trong những phút vừa qua. Tiếp tục quả cho bóng khai đồ. Bóng đi trên cột dọc rất đáng tiếc. Núm bật cao là của Chiến Lũi. Một pha treo bóng trước ý đồ của Xuân Võ. Không có được bàn thắng sang bằng tỷ số dành cho FC Cẩm Thành. Xoay trở khá khéo léo nhưng các cầu thủ áo trắng họ vẫn đang duy trì lối đá pressing khá khó chịu. Đường truyền khai đồ vẫn còn. Và xử lý thành công lần này là của Chiến Lũi. Hai đều. Và sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng của Chiến Lũi. Đường truyền kiến tạo đến từ vị trí của Iris. Hai đều. Quyết định dứt điểm từ xa. Một pha bóng rất bất ngờ, bóng vừa rồi đã đập sang ngang. Một pha ra chân rất táo bạo của Minh Khang. Và suýt chút nữa nó đã có một siêu phá bàn thắng dành cho cầu thủ này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha ra chân của Minh Khang. Quyết định dứt điểm. Tình huống chích mũi giày khá bất ngờ đến từ vị trí của Iris. Thủ thành của đội bóng FC Thành Trung đã chơi rất tập trung trong pha bóng này. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha quay chậm. Một pha xử lý khá hay của Iris, bóng vừa rồi đã chạm sang ngang. Không có được bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Cẩm Thành. Ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Và di chuyển về dứt điểm rất khéo của hơi chần chừ cho pha xử lý bóng. Nhưng vẫn có bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC Thành Trung. Và dứt điểm của Hoàng Minh. Số được nâng lên là 3-2 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thành Trung. Pha xử lý chuẩn xác của cầu thủ mang áo số 79. Ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Đội hình của các thủ bên phía đội bóng áo tím đang bố trí khá kín kẽ ở đầu hiệp 2 này. Và các thủ Thành Trung không có được nhiều cơ hội. Thêm một đường dứt điểm chính xác nữa, tỷ số đã được nâng lên 4-2 dành cho các cầu thủ Thành Trung. Pha xử lý của Vẹn Cá Chép khá chính xác trong tình huống phối hợp vừa rồi khi mà các thủ bên phía đội bóng Cẩm Thành FC vừa để lộ ra một sơ hở và lập tức các thủ áo đỏ họ đã tận dụng thành công. Rất kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi những cơ hội. Không được, cú đá cuối cùng lại đưa bóng đi trên cột dọc. Và dứt điểm của các thủ Cẩm Thành lại đưa quả bóng đi vào bảng quảng cáo. Mũi khá đang tiếp đến từ chân sút bằng áo số 8 Thanh Tuấn. Thái Dương sẽ là người thực hiện quả đáp phạt góc dành cho các thủ áo đỏ trong tình huống này. Bóng đã đi vào lưới.
Tuy nhiên vừa rồi thì trọng tài chưa công nhận bàn thắng. Một pha xử lý hơi thiếu an toàn của thủ thành bên phía đội bóng Cẩm Thành FC. Và suýt chút nữa thì họ đã phải nhận thêm bàn thua thứ năm. Cú đá thẳng không thành công. Vào bóng vừa rồi lại đập vào sàn ngang, khá đáng tiếc cho thời cơ của các cầu thủ bên phía Thành Trung FC. Suýt chút nữa thì tỷ số đã là 5-2. Tình huống chạm bóng cuối cùng vừa rồi có lẽ là của Minh Khang. Số 10 đang cố gắng xoay sở vẫn không vượt qua được các cầu thủ Thành Trung. Đội vẫn đang bố trí cài người khá hợp lý. Cuối cùng thì bóng đã lăn vào lưới trong tình huống lộn xộn vừa rồi. Pha bóng lộn xộn trước khung thành và các thủ bên phía đội bóng áo tím Cẩm Thành FC đã có được bàn gỡ với tình huống nỗ lực áp sát. Có lẽ lại là cuộc chiến của Messi cũ dứt điểm không được. Phản chống rất lớn dành cho Sang Nguyễn trong tình huống vừa rồi, nhưng cú dứt điểm của số 7 lại đi vọt xa. Tuy nhiên thì trọng tài xác định có thêm một tình huống đá phạt góc nữa dành cho các thủ Cẩm Thành. Cơ hội nữa dành cho Sang Nguyễn, không được, vẫn không vào. Quá đáng tiếc dành cho những nỗ lực của các cầu thủ bên phía đội bóng áo tím. Những cơ hội như vừa rồi mà họ vẫn không thể tận dụng được để ghi bàn thắng sang bằng tỷ số. Và đây là lời đáp trả của các thủ bên phía Thành Trung FC. Phản công, suýt chút nữa thì có bàn thắng thứ năm dành cho các thủ Thành Trung. Nếu như Thái Dương vừa rồi kết thúc chuẩn xác hơn thì đội bóng áo đỏ đã có được bàn gia tăng cách biệt. Khá đáng tin cho những pha xử lý của các thủ Cẩm Thành. Đột phá chắc cày lại là Thái Dương. Đường chuyền tốt, đối mặt thêm một bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Thành Trung FC. Người ghi bàn lần này là vị trí của Kiệt Lê. Liên tục những pha ghi bàn mà các thủ bên phía đội bóng áo đỏ đã tận dụng tốt cơ hội của mình. Cầu thủ áo số 30 vừa rồi đã thoát xuống bên phía cánh phải và dứt điểm chéo góc chính xác. Lại là Messi Cui. Bộ đội số 10 và số 20 đang có những pha phối hợp tốt. Không có bàn thắng xứng đáng tiếc dành cho các thủ bên phía đội bóng Cẩm Thành. Vừa rồi là những nỗ lực dứt điểm tiếp theo. Tuy nhiên thì cú đá cuối cùng vẫn không thể đưa bóng vào lưới của đội bóng áo đỏ được.